một chiều nào ở trên cao, anh đưa tay đón gió về, nhìn khoảng trời rộng bao la và khúc hát ta sẽ nhận ra. Cờ Lâm. Chị về gì mà đột ngột vậy? Đi gặp CEO đỉnh cao cái nào. Email này là sao? Khai tử nhóm DE. Anh phải tôn trọng công sức của em chứ. Rồi Lâm, rồi bây giờ bạn nghỉ ở đây, rồi bạn làm ở đâu? Công ty Aria, công ty tôi sẽ mở. Chúc mừng Trần Mạnh Hùng, bạn đã là nhân viên xuất sắc được tuyển thẳng vào công ty của tôi. Dạ, em là quần chúng, nhưng mà là quần chúng chính đó anh. Hôm nay công ty của em có một sản phẩm muốn giới thiệu đến tất cả các anh chị. Chúng ta sẽ bắt đầu lại từ đầu, cùng nhau tập luyện và tìm một thành viên nữa, cho đủ 5 thành viên. Ngày hôm nay, tôi sẽ truyền lửa cho các em bằng một bài hát do tôi sáng tác, biên đạo, hòa âm và phối khí. Dậy đi, dậy đi, dậy đi, lẹ lên mày lì ha, dậy đi, dậy đi, dậy đi, lẹ lên mày lì ha, dậy đi, dậy đi, dậy đi, lẹ lên mày lì ha, dậy đi, dậy đi, dậy đi, lẹ lên mày lì ha. Em tập thể dục, em tập thể thao, em tập thể dục.